chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong thế giới One Piece, băng mũ rơm đang trên đường khám phá rất nhiều điều bí ẩn ở trên đại hải trình. Và từ khi bắt đầu được ra mắt, trải qua rất nhiều năm, bộ manga One Piece đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với người hâm mộ. Hiện nay, với cốt truyện hiện tại ở Wano, bộ truyện đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với trận chiến của băng mũ rơm đối mặt hai tứ hoàng Kaido và Big Mom. Không còn nghi ngờ gì nữa, tác giả bộ truyện Thánh Eiichiro Oda đã rất phấn khích về sự thành công của One Piece. Và đó là lý do tại sao tác giả Oda tiết lộ rằng ông đang cố gắng sản xuất One Piece chương thứ 1000 của bộ truyện trước khi bước sang năm 2021, mặc dù rất khó khăn xung quanh đời sống Nhật Bản đã khá rắc rối do bệnh dịch. Tin tức đến từ số gần đây nhất của tờ báo hàng tuần Shonen Jump. Trên trang báo, tác giả Oda đã để lại bình luận của tác giả cho người hâm mộ và nó liên quan đến cột mốc quan trọng tiếp theo của One Piece. Cuối cùng, One Piece chỉ còn chưa đầy 10 chương nữa là chạm mốc 1000 và Oda cho biết rằng ông hy vọng sẽ xuất bản chương đặc biệt này trước khi kết thúc năm. Oda đã để lại ý kiến trong một chuyên mục bình luận của tác giả trên tạp chí Shonen Jump. Vì quy trình sáng tác đã được điều chỉnh do đại dịch Covid, chúng tôi sẽ cố gắng tạo 3 chương trong 4 tuần hoặc 2 chương trong 3 tuần một lần. Mục tiêu là đạt được chương 1000 vào cuối năm. Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, Oda nói rằng ông ta vẫn chăm chỉ vẽ vào mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với cách thức làm việc để ngăn chặn dịch bệnh Covid đang bùng phát, Oda đã giới hạn số lượng nhân viên làm việc lại, khiến tiến độ sản xuất One Piece cũng bị chậm. Công bằng mà nói, đối với mục tiêu đặt ra là chương 1000 trước khi bắt đầu năm sau là một đề xuất hoàn toàn khả thi đối với tác giả Oda, đặc biệt là vì One Piece hiện nay đang ở chương 991 trên tạp chí Shonen Jump. Vì vậy, chỉ còn 9 chương nữa trước khi One Piece chạm đến con số 1000 kỳ diệu mà Eiichiro Oda hy vọng sẽ đạt được. Với lịch xuất bản hạn chế sắp tới, thì ngay cả khi tác giả Oda và các trợ lý của ông nghỉ giải lao vài tuần một lần như họ dự định, họ hoàn toàn có thể tiếp cận con số chương 1000 trước khi tiếng chuông giao thừa bắt đầu vang lên ở Nhật Bản. Trong khi chúng ta vẫn còn 3 tháng nữa trong năm, nghĩa là còn ít nhất 10 số nữa của tạp chí Shonen Jump sẽ ra mắt. Có vẻ như Oda vẫn có đủ thời gian để tiếp tục ra mắt thêm 9 chương nữa của bộ truyện dài kỳ. Chúng ta thực lòng muốn tác giả Oda cùng với nhân viên của ông giữ sức khỏe tốt và hy vọng họ không ép buộc tốc độ ra các chương vì điều này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ. Kiểu như đang đánh nhau ở Wano gai cấn mà tác giả lăn ra ốm mất thì thật là tai hại. Hơn nữa, chương đầu tiên của One Piece trong năm mới sẽ là chương 1000 cũng sẽ là điều tuyệt vời biết bao. Đối với những gì sắp tới với One Piece chương 1000, dự đoán của mọi người sẽ là gì? Theo mình, dự đoán nó rõ ràng sẽ là một cái gì đó khá đặc biệt. Có thể là một khung tranh cho thấy băng hải tặc mũ rơm đang ăn mừng năm mới theo phong cách Wano, hoặc có lẽ cốt truyện Wano sẽ đạt đến đỉnh điểm trong chương 1000 đặc biệt đó. Dù cho sự kiện gì xảy ra, nó cũng sẽ là một sự kiện đặc biệt có 102. Tất nhiên, nhiều người hâm mộ đã cố gắng tính toán và tìm ra lịch trình phát hành cho One Piece trong tương lai. Điều duy nhất mà nhóm tác giả Oda phải đối mặt là kỳ nghỉ xuất bản vào cuối tháng 12. Theo truyền thống, có một khoảng trống lịch xuất bản trong tuần cuối cùng của tháng 12. Vì vậy, nếu không có sự việc gì làm gián đoạn tiến độ sáng tác, thì việc Oda xuất bản chương 1000 trước năm mới là điều hoàn toàn khả thi. Cột mốc này rõ ràng là một cột mốc quan trọng đối với tác giả Oda, vì vậy người hâm mộ đang cổ vũ cho tác giả khi manga gần đến chương 1000 được đề cập. Theo ghi chú, cứ 2 đến 3 tuần, Oda dự định sẽ nghỉ một tuần. Tốc độ này sẽ cho phép tác giả xuất bản chương 1000 ngay trước khi năm 2020 kết thúc. Một món quà năm mới như vậy sẽ được độc giả trên khắp thế giới chào đón và mình tin chắc rằng ngay cả tác giả Oda cũng nóng lòng muốn phát hành chương này như chúng ta muốn đọc nó vậy. Bây giờ, mình thử tính cho mọi người nhé. Trừ khi có điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Oda, những dự đoán của Oda sẽ là khả thi. Vào tháng 5 và tháng 7, One Piece chỉ phát hành 2 chương một tháng. Nhưng kể từ tháng 8, One Piece đã trở lại phát hành đều đặn 3 chương trong một tháng. Vì vậy, nếu tác giả Oda phát hành 3 chương từ tháng 10 đến tháng 12, One Piece thực sự sẽ đạt được chương 1000 vào cuối tháng 12. Hiện nay, chương 1000 đã bắt đầu vào đếm ngược. Trên tài khoản Twitter chính thức của manga One Piece, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chương 1000 đã được quảng cáo khá là mạnh. Có một sự kiện đếm ngược đã bắt đầu. Việc đếm ngược này bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, sau khi chương 990 được phát hành. Khi đó, bức ảnh là Jinbe, thành viên mới nhất của băng mũ rơm, đã được đánh số 10. Vào ngày 27 tháng 9, sau khi chương 991 được phát hành, ảnh được hiển thị là Brook, thành viên từ 9 trong băng mũ rơm, cũng chính là biểu thị 9 chương nữa là hoàn thành. Điều đó cũng có nghĩa, có vẻ như việc đếm ngược sẽ tiết lộ về thành viên băng mũ rơm hiện tại. Cuối cùng, mình chắc chắn ai là người hâm mộ One Piece cũng sẽ tò mò về những gì tác giả Oda đã chuẩn bị trong chương 1000. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về chương 1000 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bình luận bên dưới nhé!